Vâng, lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay bên shop em Thảo Săn Bẫy sẽ gửi tới các bác 4 cái dòng cạn mà đang được các bác đi rừng đánh gọi là cái độ hiệu quả cao nhất. Thì đối với các bác mới mua cạn và mới chơi cạn nhé, chắc chắn các bác cũng đang tham khảo cái cách để lên cạn như thế nào. Và hôm nay em sẽ chia sẻ tới các bác cái cách để lên bàn kẹp. Đấy, đây là ông thợ chuyên đi rừng nhà em nhé. Vừa mới lên xong một cái cạm 14 để cho các bác xem đây. Cái bàn kẹp này thì bên em sẽ làm sẵn luôn cho các bác, về các bác chỉ việc đi rừng thôi. Đây nhá, cái cách lên kẹp nhà, từ từ để làm chậm một chút để các bác nhà mình khi xem sẽ lắm bắt được. Các bác sẽ đặt cái phần tai cạm vào cái vành như này nhá, dẫm chân xuống. Cái bàn kẹp này đối với các bác mà đi rừng chuyên nghiệp thì các bác lên rất chi là dễ. Còn đối với các bác mà mới tham khảo ở cái dòng cạm 12 này thì các bác hãy theo dõi kỹ hơn một chút ở cái video này nhá. Đây là cái bàn cạp 14 và bàn cạp 12 em đã làm sẵn như thế này. Tất cả những cái bàn kẹp thì các bác đều dẫm ở cái tai xuống nhá, xong rồi đặt cái phần lưỡi như này này lên là sẽ ok luôn, chỉ là dễ gài. Và em xin chi tiết về 4 cái dòng cạn đi đánh thú được các bác nhà mình mua số lượng rất chi là lớn. Một ngày thì em sẽ đóng đến hàng nghìn chiếc cạn này để gửi cho các bác trên cả nước. Đây này, các bác nhìn lên rất chi là dễ. Đấy là 3 cái mẫu cạn để các bác đi đánh thú nhé. Đầu tiên là mẫu cạn 12, là cái cỡ mà các bác đánh con thú từ 3kg đổ lại thì các bác hãy dùng cái cỡ 12 này. Cỡ 12 nhà em đi nhá. Đây là toàn bộ nhà em nhận xỉ lẻ trên toàn quốc. Giá thì lúc nào cũng đảm bảo là rẻ nhất khi các bác tham khảo ở những cái video của bên cơ sở em. Đấy, các bác cứ theo dõi video một chút thì em sẽ nói giá luôn, để các bác nắm bắt được cái mẫu cạn này giá của nó sẽ là bao nhiêu. Đây là mẫu 12cm nhá. Còn đây là mẫu 14cm này. Tất cả những cái dòng cạn thì khi em bán hàng thì cũng nghe đến các bác phản hồi rất chi là nhiều. Các bác yêu cầu là cái kẹp nó phải có cái vành này nó mới cứng kẹp này. Thì bên em đã đặt hết những cái kẹp có những cái vành như thế này nhá, để cho nó cứng và một cái độ dày nhất định của kẹp, để cho các bác đi đánh làm sao cho nó hiệu quả nhất. Đấy, nó dày như thế này, thành kẹp vuông nhá. Có bác thì không thích kẹp thành kẹp tròn, thì đây là toàn bộ thành kẹp vuông hết. Là cái mẫu mà thấy các bác yêu cầu rất chi là nhiều. Thì bên em cũng đã chuẩn bị những cái dụng cụ mà bền nhất, tốt nhất để gửi tới các bác đi rừng. Và đặc biệt cái điều quan trọng là giá cũng phải rẻ nhất nữa. Đấy, đây là mẫu 14cm nhá. Thì 14 và 12cm thì các bác hãy đo theo cái chiều này nhá. Đo theo cái chiều này này. Đấy, 14cm này. Và cái chiều này nó sẽ là 12cm này. Khi các bác mua thì các bác cũng vui lòng lưu ý và xem thật kỹ nhá. Bởi vì rất nhiều bác khi mua cỡ 12 về các bác bảo nó nhỏ quá. Có bác mua về đánh chuột thì bảo nó to quá, 12cm. Thì cái chiều vành ngang nó sẽ được 12 lon nhé, chưa được 12 cân đối đâu. Đấy. Và cái chiều 14 thì các bác sẽ đo cái chiều này là 14 này. Và tiếp theo là cái mẫu 16. Mẫu 16 thì được các bác đánh con thú từ 7 cân đổ lại. Thì đây là cái mẫu 16 của bên cơ sở em. Mẫu 16 nhá. Đây là mẫu 16 này. Chất liệu thép thì cái làm nhà em cũng dày như thế này, để cho các bác đi đánh cho đảm bảo. Đấy, đây là mẫu 16cm nhá. Quay rất chi là trực tiếp vào gần để các bác nhà mình xem cho nó kỹ. Đều đo theo cái chiều dài của cái kẹp như em vừa mới nói nhá. Còn đây là mẫu 18cm này. Và tiếp tục thì là cái mẫu kẹp chuột. Kẹp chuột thì là cái mẫu mà bên cơ sở em bán chạy nhất rồi, các bác mua số lượng lớn nhất. Đấy thì qua cái video ngắn này, các bác mà đang xem đang cần tới cái dòng kẹp kiềng này, hãy liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại. Đó là số 0865 692 498 và số điện thoại 0943 609 983. Em nhận tư vấn và gửi đến tận nhà các bác khi các bác yêu cầu cái mẫu kẹp nào nhé. Các bác cứ mua từ 5-10 chiếc trở lên em cũng gửi. Mà có bác thì mua số lượng hàng trăm cái, 300-500 cái. Thì với những cái dòng cạm kiềng thì em cũng vừa quay chi tiết để các bác nhà mình tham khảo rồi. Em cũng nói giá về cái mẫu cạm kiềng này để các bác biết, để khi đặt của bên cơ sở em
Cái mẫu kẹp 9 anti thì em đang bán giá là 80.000 đồng trên một chục. 50 chiếc thì sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Còn đối với các bác mà mua cái kẹp 12 cm nhá, em sẽ làm bàn sẵn cho các bác như thế này này. Đấy, cái bàn có sẵn như thế này. Nó sẽ là 16.000 trên một chiếc cái kẹp 12 đấy nhá. Có bàn sẵn rồi. Còn 14 cm, nhà em sẽ gửi cho các bác loại giày đẹp nhá. Cho nên là khi các bác mua các bác cũng phải xem kỹ đây. Cái 14 cm này em làm cả bàn cho các bác rồi, giá sẽ là 20.000 trên một chiếc. Có cả bàn như cái kẹp các bác đang nhìn đấy, bàn như này. Về các bác chỉ việc đi đánh thôi. Còn nếu như các bác tự làm bàn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, còn với cạm 16 thì sẽ là 25.000 làm bàn và 22 chưa làm bàn nhá. Nếu như các bác mua chưa làm bàn thì mỗi một chục kẹp sẽ đi theo một chục lẫy như thế này. Đấy thì qua cái video ngắn này, các bác mà đi rừng khi xem được hãy nhớ lưu số điện thoại của em vào, để khi nào cần tới cái mẫu kẹp kiềng này thì liên hệ luôn. Em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Các bác cứ mua nhiều là em miễn phí ship nhá, không có mất tiền phí ship luôn. Cạn thì lúc nào cũng giày đẹp chuẩn nhất để gửi tới các tay các bác nhà mình trên mọi miền Tổ quốc. Thì em cũng xin kết thúc cái video ngắn ở đây nhá. Các bác mà quan tâm tới những cái mẫu kẹp kiềng này liên hệ luôn tới em. Và các bác mà đang tham khảo thì hãy lưu số của em vào. Đấy, lúc nào cần cái thì alo luôn, em sẽ gửi đến tận nhà các bác nhá. Kẹp thì lúc nào cũng chuẩn đẹp nhất như này để gửi tới các bác. Em xin kết thúc cái video ngắn nhá. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác nhé.